Ok, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Đó, ăn đi. Đây là chihuahua. Chihuahua lông dài và một con chihuahua lông ngắn. Đó, cái bột ở trong này là bột canxi. Đây là hai đàn chihuahua. Hai đàn nó để ở gần gần như nhau, ba con đen ở một đàn, ba con màu sáng là một đàn. Đó. Gạt ra để ăn cho nó đỡ phải dí đầu vào nhau. Đây là cơm đảo với lại thịt xay. Ăn như thế này thì con chó nó tiêu hóa rất là dễ. Đảo với lại bột chibi với lại canxi. Đây. Bột chibi với lại canxi là hai cái này. Đó. Nhìn cho con từ bé nó như như con màu đen này là dễ nhìn thứ nhất này. Lông nó đã có một cái độ bóng của cái lông này này. Còn mấy con kia thì lông xù, nó là lông mấy con này nó theo kiểu lông dài. Cho nên là những cái chỉ những cái sợi lông cứng thì mới nhìn thấy nó bóng thôi, còn những sợi lông mềm thì không thể nhìn thấy bóng được. Như như con này là nó là lông ngắn này. Nhìn thấy nó bóng này. Đó, bữa ăn trong vòng 2 phút là xong. Không cho ăn no căng, chỉ cho ăn ở một cái mức độ thế thôi, vừa phải, vừa đủ. Thế nhô. Thế nhô. Đó. Không, không cho anh chơi gì làm gì, để kệ cho chúng nó liếm nhặt đi. Cái trò có ít quá không, cho thêm một tí, có vẻ như là hơi ít này. Những cái tóc với những cái lông kiểu nào mà nó liếm vào là nuốt vào là rắn ruột đấy. Đây này, nhìn thế thôi nhưng bụng nhà cũng no lắm, nhưng không phải là sờ cũng căng phết đấy, sờ bụng nó cũng thấy độ cứng cứng rồi. Không phình nhưng mà cũng cứng cứng bụng rồi. Đâu xem bên dưới nó còn tí nào không. Hết rồi. Nào, chào em. Chào em nhé. Chào em nhé. Hey nhô. Hey nhô. Thế nhô. Ừ.